Biển Đông nhìn lại lịch sử đánh giá tư duy quân sự của Trung Quốc Thưa quý vị, chuyên gia quân sự Brad Liden trong một bài viết cho CNN đã giải thích cách mà Mỹ triệt phá các nhà máy sản xuất hỗ trợ quân đội Nhật Bản như thế nào. Bài học từ thất bại của Tokyo đã mang lại những góc nhìn quan trọng việc đánh giá tư duy quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau trận thiết công đảo Saipan, trong đó lính Nhật mất 29.000 quân giữ đảo, Mỹ bắt đầu chiếm lần lượt các đảo kề cạnh là đảo Tinian và đảo Guam trên cả ba đảo quân đội Mỹ đều cho lắp đặt các đường bay đều phục vụ cho các oanh tạc cơ hạng nặng B-29 oanh tạc cơ tối tân nhất thời điểm thế chiến thứ hai ông Ladin chỉ ra rằng có một lúc đường bay ở đảo Tinian được xây dựng quy mô lớn đến mức nó trở thành phi trường lớn nhất thế giới thời bây giờ khi có thể hỗ trợ đến 270 chiếc B-29 nhờ vào 6 đường băng trên đảo Suốt nhiều tháng sau đó, số anh tặc cơ trên liên tục rải thảm lên Tokyo và các khu công nghiệp phục vụ quốc phòng ở thành phố này. Đến tháng 8 năm 1945, từ các cứ không quân trên tiên đình, hai chiếc B-29 mang theo hai quả bom nguyên tử thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki chính thức kết thúc chiến tranh. Chuyên gia Brad Landon nhận định khi xem xét những căng thẳng hiện tại ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc cũng đang tiến hành xây dựng các đường băng trái phép, cuộc chiến trên đảo Saipan đã để lại nhiều bài học không thể bỏ qua. Theo CNN, Bắc Kinh trong nhiều năm đã cho xây dựng nhiều công trình quân sự ở đường băng trên các bãi cạn và đảo chiếm đóng trái phép. Những công trình này sẽ cho không quân Trung Quốc khả năng mở rộng phạm vi triển khai hoạt động. Những oanh tạc cơ chiến thuật của Trung Quốc nếu có thể xuất kích từ các đảo ở Biển Đông sẽ là vấn đề quan trọng các phi trường và hải cảng ở phía bắc nước Úc cũng sẽ dễ dàng bị tấn công bằng tên lửa dẫn đường phóng từ các chiến đấu cờ, đẩy bất kỳ oanh tạc cờ hay tàu chở dầu nào của không quân Mỹ ở đó vào vòng nguy hiểm. Nhà phân tích quân sự Peter Leighton thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á của Đại học Griffith của Úc giải thích. Thông Leighton, đồng thái mở rộng quân sự của Trung Quốc cũng đã đe dọa đến các khu vực như căn cứ ti đồ của không quân Hoàng gia Úc vốn đặt ở phía bắc nước này. Ông nhận định đây là một thay đổi lớn khi lâu nay các căn cứ như tin đồ thường nằm ngoài phạm vi tấn công của Trung Quốc. Trước mức độ nghiêm trọng của vấn đề, năm 2018, Viện Gen Corporation, Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ, quyết nghị giữa Mỹ và Úc nên tăng cường các diễn tập không quân chung nhằm tránh cho Trung Quốc thêm bất kỳ hành động nào, lần tập trung gần đây nhất giữa hai nước diễn ra hồi tháng 5 năm 2019 ở lãnh thổ của Bắc Úc. Theo đánh giá của cựu đại tá hải quân Mỹ Carl Schuster, các đường băng ở Biển Đông đã gia tăng tầm tấn công của oanh tạc cơ quy mô nhất của Trung Quốc là 6 k thêm gần 1.700 km, được trang bị tên lửa dẫn đường tầm xa. Các oanh tạc cơ này có thể hoạt động an toàn ngoài tầm tấn công của các hệ thống phòng không trong khi vẫn giữ được hiệu quả tác chiến. Dẫn lời ông Shatter, bằng việc kiểm soát hoàn toàn bị đồng Trung Quốc có thể mở rộng sức mạnh không quân và hải quân đến tận cửa ngõ phía tây của Thái Bình Dương, bao gồm cả Malacca của Malaysia, Sumatra của Nam và eo biển Long Bốc. Không dừng lại ở đó, ông cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ có thể bảo vệ đường vào và đường lui của các lực lượng hải quân và hàng hóa chạy qua Ấn Độ Dương, khu vực mà gần 45% hàng xuất khẩu và vật liệu Trung Quốc đi qua. Cựu đại tá K. Schuster nói thêm. Sự kiểm soát này cũng mở rộng vùng đệm quốc phòng của Bắc Kinh về hướng Đông Nam thêm gần 970 km và đe dọa cả Nhật Bản và Đài Loan, bởi các vùng biển này là tối quan trọng đối với nền kinh tế của các khu vực trên. Theo CNN, Trung Quốc lâu nay khẳng định các công trình quân sự ở Biển Đông được xây dựng chỉ nhằm mục đích phòng thủ các khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia và chuyên gia phân tích cho thấy Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông trái phép không chỉ vì mục tiêu phòng thủ. Hãng tin CNBC hôm 1 tháng 7 dẫn lời hai quốc chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo, đối hàm trái phép tại vùng biển đang tranh chấp Biển Đông trong cuộc tập trận quân sự nằm cách đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam khoảng 50 hải lý về phía Bắc từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Trước đó, hồi tháng 6, ít nhất 4 chiếc đấu cơ C-10 của Trung Quốc bị phát hiện triển khai đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này chịu đóng phi pháp. Trước những hành vi của Trung Quốc, vai trò của ASEAN và các chương trình hợp tác mang tính chiến lược với Mỹ làm trọng tâm và các đồng minh, các đối tác tại khu vực châu Á rất quan trọng. Trong đó, cơ có sự phối hợp nhuận nhuyễn giữa các trục quân sự, kinh tế, ngoại giao và pháp lý để tạo ra một trật tự đủ gây sức ép với Bắc Kinh. Tất nhiên, đây là một bài toán dài hơi, chứ không phải ngày một, ngày hai mà có thể thực hiện được. Iran hé lộ khoảnh khắc căng thẳng, biết tin Mỹ định không kích trả đũa. Quý vị tính giả thân mến, Iran xác nhận được Mỹ báo trước về kế hoạch không kích để trả đủ vụ trinh sát cơ không người lái UAV bị bắn rơi, song không thực hiện khi nhận cảnh báo từ Tehran. Tướng Kualam Reza Jalali, người đứng đầu lực lượng phòng vệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, ngày 7 tháng 7 xác nhận tin được Mỹ báo trước về vụ không kích sau sự cố bắn rơi UAV trên eo biển Hormuz, theo IRNA. Sau thời điểm UAV Mỹ bị bắn hạ, Washington thông báo với chúng tôi qua các kênh ngoại giao trung gian rằng họ muốn tiến hành một chiến dịch không kích giới hạn. Theo lời của ông Golam Reza Jalali, Mỹ muốn tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào khu vực sa mạc hoang vắng, không quan trọng để giữ thể diện và đề nghị chúng tôi đừng đáp trả. Tuy nhiên, phía Tehran nhất quyết không cho phép. Quan chức Iran nói, nhấn mạnh cho rằng lời cảnh báo của Iran là lý do mà phía Mỹ quyết định dừng không kích. Chúng tôi tuyên bố coi mọi chiến dịch đều là khởi đầu của một cuộc chiến, Trước đó, một ngày sau khi UAV MQ-4C của Mỹ bị bắn rơi, Reuters dẫn lời quan chức Iran giấu tên ngày 21 tháng 6 nói Tehran đã nhận được thông điệp do Tổng thống Donald Trump gửi qua chính phủ Oman, cảnh báo nguy cơ xảy ra một vụ tấn công nhằm vào nước này ngay trong đêm ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Iran sau đó đều bác thông tin này. Và giờ sau, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông đã rút lại quyền tấn công Iran vì lo ngại 150 người Iran có thể sẽ thiệt mạng nếu vụ không kích xảy ra. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ năm ngoái sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm cô lập Iran toàn diện về kinh tế và ngoại giao. Để đáp trả Tehran mới đây, tạm dừng thực thi một số nội dung trong thỏa thuận hạt nhân. Iran hé lộ khoảnh khắc căng thẳng, biết tin Mỹ định không kích trả đũa. Quý vị tính giả thân mến, Iran xác nhận được Mỹ báo trước về kế hoạch không kích để trả đủ vụ trinh sát cơ không người lái UAV bị bắn rơi, song không thực hiện khi nhận cảnh báo từ Tehran. Tướng Kualam Reza Jalali, người đứng đầu lực lượng phòng vệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, ngày 7 tháng 7 xác nhận tin được Mỹ báo trước về vụ không kích sau sự cố bắn rơi UAV trên eo biển Hormuz, theo IRNA sau thời điểm uav mỹ bị bắn hạ washington thông báo với chúng tôi qua các kênh ngoại giao trung gian rằng họ muốn tiến hành một chiến dịch không kích giới hạn theo lời của ông golam Reza salali mỹ muốn tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào khu vực sa mạc hoang vắng không quan trọng để giữ thể diện và đề nghị chúng tôi đừng đáp trả tuy nhiên phía tehran nhất quyết không cho phép quan chức iran nói nhấn mạnh cho rằng lời cảnh báo của iran là lý do mà phía mỹ quyết định dừng không kích chúng tôi tuyên bố coi mọi chiến dịch đều là khởi đầu của một cuộc chiến Trước đó, một ngày sau khi UAV MQ-4C của Mỹ bị bắn rơi, Reuters dẫn lời quan chức Iran giấu tên ngày 21 tháng 6 nói Tehran đã nhận được thông điệp do Tổng thống Donald Trump gửi qua chính phủ Oman, cảnh báo nguy cơ xảy ra một vụ tấn công nhằm vào nước này ngay trong đêm ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Iran sau đó đều bác thông tin này. Và giờ sau, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông đã rút lại quyền tấn công Iran vì lo ngại 150 người Iran có thể sẽ thiệt mạng nếu vụ không kích xảy ra. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ năm ngoái, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm cô lập Iran toàn diện về kinh tế và ngoại giao để đáp trả Tehran mới đây tạm dừng thực thi một số nội dung trong thỏa thuận hạt nhân. Vũ khí mạnh nhất của Iran khiến Mỹ ngao ngán tại Trung Đông thưa quý vị, vệ binh cách mạng hồi giáo Iran gọi tắt là IRGC là lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran chịu trách nhiệm bảo vệ chế độ hồi giáo khỏi các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài. Sức mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo vượt ra ngoài Iran được cho là có ảnh hưởng trong các cuộc xung đột lớn trên khắp Trung Đông kể từ khi cách mạng hồi giáo Iran thành công vào năm 1979, không một lực lượng nào của quân đội Iran có thể sánh với IRGC về mức độ trung thành với chế độ cộng hòa hồi giáo. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, Nhà Trắng đã chính thức đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo vào danh sách các tổ chức khủng bố. Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh, IRGC là một tổ chức tích cực tham gia, hỗ trợ tài chính và thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố, đồng thời là một công cụ đàn áp của nhà nước Iran. Quân đội Mỹ nghi ngờ IRGC là lực lượng phải chịu trách nhiệm về cuộc tiến công nhằm vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman hồi tháng 6 vừa qua. Vậy IRGC là lực lượng nào mà khiến Nhà Trắng phải lo ngại? Để hiểu toàn bộ vai trò hiện tại của IRGC trong quân đội Iran, chúng ta phải quay trở lại sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. IRGC được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran, với tư cách là một lực lượng dân quân vũ trang có vai trò bảo vệ chế độ giáo sĩ theo dòng CIA còn non trẻ lúc bấy giờ. Lo sợ về một cuộc đảo chính, lãnh đạo tối cao Ruhollah Khomeini đã thành lập IRGC như một đối trọng với bộ máy an ninh Iran hiện có và ông cũng là tư lệnh đầu tiên của lực lượng này. Trong khi quân đội Iran tuyên thệ bảo vệ chính phủ Iran, bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước thì IRGC được hình thành như một đội quân có nhiệm vụ bảo vệ những thành quả cũng như lý tưởng của cuộc cách mạng hồi giáo, thực tế là chống lại những thành phần đối lập nội bộ. Những thành phần chống đối chính quyền cách mạng hồi giáo đã bị Khomeini, lãnh đạo IRGC nhanh chóng nghiền nát củng cố thành công quyền lực vào đầu những năm 1980. Với mục đích ban đầu đã hoàn thành, IRGC đã tận dụng cuộc chiến tranh Iran-Iraq đang diễn ra như một cơ hội để nâng tầm thành một thế lực trong khu vực. Như giáo sư Mossad Borozegdi của Đại học Syracuse nhận xét, trước chiến tranh Iran-Iraq, dân quân IRGC không gì khác hơn là vệ sĩ cho các giáo sĩ, nhưng cuộc chiến đã rèn luyện họ thành lực lượng thiện chiến. IRGC sở hữu lực lượng gồm 125.000 quân và hiện nay IRGC chính thức được hợp nhất và chiếm một phần đáng kể trong lực lượng vũ trang Iran. Về tổ chức lực lượng, IRGC cũng bao gồm các binh chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng bán quân sự, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng chiến tranh mạng, tương tự như tổ chức biên chế của quân đội chính quyền. Vai trò của IRGC được ghi nhận trong hiến pháp Iran và lực lượng này chỉ tuân theo lệnh của nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Ali Khamenei. Do đó, cũng mang đến cho họ một loạt quyền lực lớn về pháp lý, chính trị và cả tôn giáo. Mặc dù đều nằm trong thành phần lực lượng vũ trang Iran, nhưng sự phân chia quyền lực thể hiện rõ giữa IRGC và quân đội Iran. Ví dụ không quân Iran quản lý tất cả các máy bay chiến đấu trong khi chi nhánh không quân quỹ kiểm soát hầu hết các lực lượng tên lửa đạn đạo đây là vũ khí có sức hủy diệt khủng khiếp nhất trong kho vũ khí quy Iran. bên cạnh đó lực lượng đặc nhiệm khách một nhánh quy được thành lập vào năm 1989 địa bàn hoạt động chủ yếu ở nước ngoài hiện nay kết ước tính có số lượng khoảng 2.000 đến 5.000 người có nhiệm vụ thu thập tình báo và hỗ trợ quân sự cho các lực lượng thân Iran trên khắp khu vực Trung Đông lực lượng kết luôn là cái cai trong mắt mỹ vì có nhiều hoạt động chống lại các lợi ích của mỹ ở khu vực trung đông như cung cấp viện trợ quân sự và hỗ trợ chiến đấu trực tiếp cho các chiến binh chống mỹ ở các điểm nóng như iraq và afghanistan từ việc vũ trang cho tặng quân taliban chống lại chính phủ khazay thân mỹ ở afghanistan cho đến một nỗ lực ám sát nhằm vào đại sứ ả rập saudi tại mỹ Gần đây nhất, các đặc vụ của Kết đã được triển khai ở Syria để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Pasha Assad chống lại các lực lượng viên quân nổi dậy, đồng thời hợp tác chặt chẽ với lực lượng Hezbollah ở Liban và Hamas ở Palestine để tiến công Israel bằng tên lửa. Trong bảng xếp hạng quân sự toàn cầu của tạp chí Global Firepower, quân đội Iran được xếp thứ 14. Thứ hạng này không phải là gì với sức mạnh đứng đầu của quân đội Mỹ. Nhưng IRGC với khả năng tiến hành chiến tranh phi đối xứng và chiến thuật độc đáo trên khắp trung Đông, cùng với lịch sử của sự ra đời và những thành tích của họ trong công cuộc bảo vệ nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran từ cuộc cách mạng năm 1979, đủ để thách thức Mỹ theo cách mà các lực lượng quân sự thông thường của Iran không bao giờ có thể. Có thể nói IRGC là lực lượng mà Mỹ ngào ngắn nhất tại khu vực Trung Đông hiện nay. Mỹ-Anh cảnh bao nóng sợ Iran làm liều bắt tàu trả đũa Washington và London đã đưa ra cảnh báo cao về việc Tehran tuyên bố sẽ bắt giữ tàu Anh để trả đũa vụ bắt giữ tàu dầu Iran ở eo biển Gibraltar. Lệnh cảnh báo cao độ đã được đưa ra ngay cả trước khi mối đe dọa của tướng Iran Mohsen Rezaei vào thứ Sáu ngày 5 tháng 7 về việc sẽ bắt giữ các tàu của Anh đáp trả lại sự việc một tàu chở dầu của Iran bị thủy quân lục chiến Anh bắt giữ trên đường tới Syria. Theo tuyên bố của phía Anh-Mỹ, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Gray 1 được cắn cờ Panama đang chuyên chở dầu thô quy rành cho nhà máy lọc dầu Pansat ở Surrey vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu có hiệu lực chống lại Surrey kể từ năm 2011. Do đó, lực lượng lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh đã đổ bộ lên tàu và bắt giữ nó ở khu vực eo biển Gibraltar. Một số lính thủy đánh bộ Anh được thả xuống bông tàu bằng dây thừng từ trực thăng một nhóm thứ hai leo thang lên từ các tàu cao tốc và bắt giữ toàn bộ những thủy thủ của tàu. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã kịch liệt chỉ trích sự việc này và gọi hành động của Anh, Mỹ là một hình thức ăn cướp trắng trợn, tài sản của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đại sứ Anh tại Tehran được triệu tập tới Bộ Ngoại giao nước này để phản đối. Tàu Grace 1 hiện đã được kéo về cảng ở Gibraltar, một thuộc địa đang có tranh chấp chủ quyền với Tây Ban Nha. Chính quyền London và Madrid thừa nhận họ đã phối hợp hành động với tình báo Hoa Kỳ và đáp ứng yêu cầu đặc biệt từ Washington. Các thẳng giữa Mỹ và Iran bị đẩy lên đỉnh điểm sau vụ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gọi tắt là IRGC bắn rơi máy bay do thám chiến lược không người lái MQ-4C truy tình của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ trên vùng trời eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư hôm 20 tháng 6. Tehran cáo buộc máy bay này của Mỹ vi phạm không phận Iran, trong khi phía Washington khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi khi đang hoạt động tuần tiểu trong không phận quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 6 đã quyết định phát động một cuộc tấn công trả đũa quốc gia Hồi giáo này, song đã rút lại quyết định của mình chỉ 10 phút trước thời điểm tấn công, qua đó tạm thời tháo ngồi nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran trong ngắn hạn. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Iran từ ngày 24 tháng 6, bao gồm các biện pháp nhằm vào lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran. Đại giáo chủ Ali Khamenei, động thái khi Iran tuyên bố đóng mọi khả năng đập phán với Mỹ trong thời gian tới. Các nhà ngoại giao Iran và châu Âu vừa dành một tuần cho các cuộc đàm phán cứng rắn về sự bù đắp cho Iran và phương thức lách luật trong thanh toán thương mại để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là trong xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, đàm phán đã kết thúc trong bế tắc. Tổng thống Emmanuel Macron đã có nhiều động thái liên lạc con thôi với Tehran với đề nghị người Iran rút lại quyết định vượt quá giới hạn làm giàu hạt nhân năm 2015 về làm giàu uranium kể từ Chủ nhật ngày 7 tháng 7. Sau sự thất bại trong các kênh liên lạc ngoại giao, việc bắt giữ tàu chở dầu là một đòn nặng nề đối với Iran và thiết lập lại lợi thế trang đe có được nhờ một loạt các cuộc tấn công phá hoại của vệ binh cách mạng vào các mục tiêu dầu lửa vùng vịnh và Hoa Kỳ tại Iraq kể từ ngày 12 tháng 5. Tuy nhiên, Tehran sẽ không cho phép những hành động mà họ coi là cực đoan này được bỏ qua và không phải chịu sự trả đũa. Các nguồn tin quân sự của Deb lưu ý rằng vì bắt giữ tàu chở dầu tại Gibraltar đã chặn tuyến đường địa trung hải mà các tàu Iran thường sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Iran. Tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi tàu Kray-1 từ cảng xuất phát ở Iran vào giữa tháng 6 và theo dõi con tàu đi vòng quanh Châu Phi thay vì đi tắt qua Biển Đỏ và kênh đào Suez để vào địa trung hải tới điểm đến Surrey, khi con tàu đi vào eo biển Gibraltar mới bắt giữ nó. Bây giờ, cánh cổng Gibraltar đến địa trung hải bị đóng sập, xuất khẩu dầu của Iran chỉ có thể quay trở lại con đường Trung Quốc. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang nhắm mắt làm ngờ trước các tàu chở dầu của Iran đến các cảng của Trung Quốc. Mohsen Rezaei cựu chỉ huy của IRKC, được các nguồn tin của Dikafei mô tả là người có tiếng nói quan trọng ở Tehran do uy tín cao trong giới quan chức chế độ và được yêu quý trên các đường phố Iran. Rosen Rezai là người có quan điểm đường lối ôn hòa và ít hiếu chiến hơn so với các tướng lĩnh Iran khác. Với một người như ông ta mà tuyên bố sẽ bắt giữ anh hoặc tàu khác của phương Tây, thì mối đe dọa này cần được xem xét một cách thực sự nghiêm túc.